Khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 68: Buông bỏ thành kiến của chính mình. Chúng ta là phàm phu ở ngay trong một đời không thể có thành tựu. Nguyên nhân này do đâu? Do tùy thuận tập khí phiền não của chính mình. Cái thiệt thòi này thì là rất lớn. Xưa nay trong và ngoài nước, phàm hễ là người có được thành tựu lớn, nhất định là bỏ đi thành kiến của chính mình. Thành kiến của chúng ta là sai lầm, từ trong tự tư tự lợi mà sinh ra. Làm gì mà chính xác chứ? Thành kiến của chúng ta là từ trong vọng tưởng, phân biệt, chấp trước mà sinh ra. Nó không phải là chính xác. Chúng ta có may mắn gặp được Phật Pháp, có thể gặp được thiện tri thức. Chúng ta muốn làm một học sinh tốt, thì chân thật có thành tựu. Quyết định là phải buông bỏ đi thành kiến của chính mình, buông bỏ đi tập khí phiền não của chính mình. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Thế Tôn dạy thiện tài đồng tử tùy thuận theo giáo huấn của thiện tri thức. Việc này có đạo lý. Thiện tri thức chân thật đối đãi với tất cả mọi người, quyết định là bình đẳng mà vô điều kiện. Giáo huấn của họ hoàn toàn là xem theo người đến học. Họ có phải là chân thật đến học hay không? Từ chỗ nào mà xem? Từ trên thái độ thì có thể thấy ra được. Chính là Ngài Đại sư Ấn Quang đã nói: một phần thành kính thì họ có được một phần thành tựu, 10 phần thành kính thì họ có 10 phần thành tựu. Nếu chúng ta chân thành cung kính, phải tôn sư trọng đạo, các vị phải nên biết, quyết định không phải lão sư khắc ý yêu cầu bạn tôn kính. Nếu như vậy, vị lão sư này quyết định không phải là một vị lão sư tốt, không phải vị thiện tri thức chân thật. Thành kính là tánh đức của chúng ta lưu lộ ra, là chân thành, khiêm hư, cung kính, quyết định không có hư ngụy, không có hư giả. Chỉ cần bạn có bản chất như vậy, vị thiện tri thức này nói, con người này có thể dạy. Chân thật thành kính, chân thật nghe lời. Trong Phật Pháp nói, con người này là pháp khí. Họ có thể tiếp nhận giáo hóa, có thể y giáo phụng hành. Nếu bạn không giúp đỡ họ thì bạn có lỗi. Họ không thể tiếp nhận, bạn có thể không cần giúp đỡ họ. Vì sao vậy? Vì bạn giúp họ cũng chỉ uổng phí thời gian. Bởi vì họ đã đầy rồi, tự mãn rồi, không thể đổ vào được nữa. A-di-đà-phật.
Nam mô A Di Đà Phật.